Này, có ai ăn cơm bắp không? Mười sáu năm nay, người mẹ này chưa có một ngày tròn giấc. Bán từng gói xôi nuôi chữ cho con mà không có nửa lời oán trách. Sự bao dung, hy sinh của mẹ thôi thúc cậu học trò Quách Tuấn Đạt cố gắng học hành để sớm ngày chạm đến thành công. Gà chưa kịp gáy sáng, gian bếp nhỏ đã rộn ràng. 16 năm nay, mỗi đêm chị Trần Ngọc Thủy chỉ ngủ chừng 3 tiếng đồng hồ. Thương con đang tuổi ăn tuổi lớn, thương chồng mang bệnh trong người, nên ngày nào cũng vậy, cứ hơn 2 giờ sáng, chị lui cui thức dậy, chuẩn bị nấu xôi để kịp ra chợ bán buổi sáng. Cứ mỗi năm các con lên một lớp, nồi xôi của chị lại tăng thêm vài lon nếp. Bỏ công nấu 4-5 loại, nào là xôi đậu đỏ, xôi giò, xôi nếp cẩm, xôi mặn, rồi bắp hầm. Chị mong khách không ngán, bán đắt hàng để có thêm chút đỉnh tiền lo cho con đi học. Mỗi hạt xôi dẻo thơm chứa cả tình yêu thương của người mẹ nghèo quanh năm tần tảo vì con. Ngày mình nấu 5 kg. Với thêm 2 ký bắp nữa là 7 ký. Là năm nay nó 16 năm rồi. Sống vậy đó rồi lo cho mấy đứa nó ăn học chứ ngày nào hết vậy đó. Giống như mình gán mặn vậy đó. Để rồi sau này mình lớn tuổi rồi đâu có mặn gì nổi nữa. Mình lo cho mấy đứa này chừng nào nó ra trường nó lo cho mình lại. Với chị gán làm dữ lắm. Ngày nào cũng như ngày đó học bán quanh năm nào không có nghỉ ngày nào luôn đó. Không phải gán làm chứ mình nghỉ nữa mình đâu có tiền. Mình đâu có ruộng đất gì đâu, gán mình lo cho nó ăn học cho tới nơi tới chốn. Hương nếp thơm nồng của mẹ là đồng hồ báo thức mỗi ngày của em Quách Tuấn Đạt. 7 năm nay em chưa từng để mẹ phải thức một mình. Dù nhiều lần học lớn nhưng bí quyết nấu xôi của mẹ Đạt vẫn chưa làm được. Vậy nên chỉ phụ giúp được mấy việc lặt vặt như nạo dừa. Nhiều lần mẹ la không cho thức sớm vì sợ ảnh hưởng tới việc học, nhưng Đạt nhất quyết không chịu. San sẻ với mẹ dù là những công việc đơn giản nhưng Đạt vui lắm và em cũng biết mẹ sẽ thấy được an ủi phần nào. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt mẹ, Đạt lại thấy thương mẹ nhiều hơn và cũng tự hứa với lòng sẽ cố gắng học hành để không phụ những vất vả hy sinh của mẹ. Bản thân em thì biết phụ mẹ lúc năm lớp 6 rồi. Mẹ em thì thường thức 1-2 giờ mới nấu xôi. Còn em thì khoảng 3-4 giờ mới thức được để phụ mẹ. Em thấy thương mẹ vì mẹ phải thức đêm thức khuya để nấu xôi, chuẩn bị đi bán để lo cho cha và em đi học. Mẹ xôi ra lò cũng là lúc cả gia đình 4 người tất bật, mỗi người một việc để kịp giờ ra chợ bán. Nhiều năm nay, trước cổng nhà văn hóa khu vực 1 phường Ngã Bảy là nơi vợ chồng chị Thủy đứng chân mỗi buổi sáng. Xôi, bắp hầm là món ăn bình dân nhưng giúp no dai. Một gói xôi 5.000 đồng cầm hơi được cả buổi sáng. Vì vậy mà khách hàng của chị cũng đa dạng thành phần. Học sinh, công nhân, tiểu thương trong chợ Ngã Bảy và cả khách vãng lai. Lăn ăn lâu rồi, ăn nó vừa bình dân mà nó lại ngon nữa. Giá nó cũng phải 5.000 gói à.
ở đây ai cũng mà thương của hai đứa nhỏ, thành ra ai mua cũng ủng hộ hết trơn. Xôi của mẹ Đạt nấu hạt nào hạt nấy đều tăm tắp, dẻo thơm, lại béo béo vị dừa. Có lẽ hương vị đặc biệt đó mà người mua rất tin tưởng và ủng hộ. Có bữa mang ra chỉ bán trong tích tắc là hết, nhưng cũng có khi dội chợ ế hàng. Trường học gần chợ, vì vậy mà sáng nào Đạt cũng tranh thủ vừa ôn lại bài vừa phụ cha mẹ một tay. Từ nhỏ tới lớn, Đạt chưa bao giờ thấy tự ti khi cha mẹ mình là người mua gánh bán bưng. Em luôn tự hào với gói xôi của mẹ. Gói xôi nuôi cả gia đình, nuôi ước mơ đến trường của anh em Đạt suốt mười mấy năm qua. Em thấy quý mẹ, thương mẹ vì mẹ làm gượng cực khổ với bé hàng ngày nuôi cho em ăn học. Khi mà em giúp được mẹ, em cảm thấy rất là vui, em không có ngại ngùng. Ngày nào cũng vậy, phần thưởng Đạt nhận là gói xôi của mẹ đem theo đến trường. Mỗi ngày một loại nên chưa bao giờ em thấy ngán. Nhìn theo bóng dáng con mang theo ước mơ của mình đến trường tìm tri thức, chị Thủy thấy bao nhiêu vất vả hy sinh của mình là xứng đáng. Chị chỉ mong tương lai con không vất vả như mình. Không phải là học sinh có học lực giỏi nhất của lớp 11CN1 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Minh Quang, nhưng thầy cô bạn bè ai cũng công nhận Đạt là học sinh chăm chỉ nhất. Chăm chú nghe giảng, ghi chép cẩn thận là cách giúp em khắc sâu kiến thức. Lấy cần cù bù thông minh, Đạt giữ thành tích học sinh khá nhiều năm liền. Em luôn tự nhủ sự học hôm nay sẽ đánh đổi bằng những đêm dài mẹ thức trắng, bằng những ngày tháng tảo tần bán từng gói xôi hộp bắp, nên chẳng thể lơ là. Gia đình khó khăn, cha mẹ em phải đi làm tích lũy từng đồng để nuôi ăn học. Việc học đối với em chính là vừa trách nhiệm vừa ước mơ. Người ta thường nói là việc học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, mà đối với em thì việc học con đường ngắn nhất dẫn đến thành công. Vì được đi học thì chúng ta có thể chạm đến ước mơ. Mấy bạn trong lớp thì rất là quý Đạt, là bởi vì em đó là tích cực phát biểu xây dựng bài cũng như là sẵn sàng chia sẻ bài với các bạn trong lớp, cũng như là em cũng không có tư tưởng trông chờ vào người khác. Gói xôi lót dạ vợ ra chơi giúp Đạt no lòng. Với Đạt, đây là món ăn ngon lành, không có sơn hào hải vị nào có thể thay thế được. Bởi từng hạt xôi dẻo thơm chứa cả tình yêu thương và lời động viên của mẹ để em càng thêm cố gắng học hành. Tuần này, Đạt bắt đầu thi cuối học kỳ 2. Tranh thủ cùng các bạn ôn tập, em mong sẽ đem về kết quả mỹ mãn làm món quà tặng mẹ. Đạt hiền lắm, cái nét hiền lành thể hiện hết ra vẻ bề ngoài chân chất. Vì vậy mà các bạn ai cũng quý. Giúp nhau cùng tiến bộ là phương châm của Đạt và các bạn. Ai học tốt môn nào đứng ra hỗ trợ cho những bạn còn lại. Nhờ cách học này giúp Đạt tiến bộ từng ngày. Thấy bạn đó chịu khó học rồi, với gia đình khó khăn chứ bạn cũng cố gắng, không có từ bỏ. Thì em thấy bạn đó có gia đình khó khăn, bạn có cố gắng, có ham học nên em rất quý bạn. Thấy con ham học, lẽ ra người làm cha như anh Hùng phải thấy vui mừng. Nhưng hoàn cảnh quá khó khăn. Hồi trước Tết Nguyên Đán, vợ chồng anh bấm bụng định cho con nghỉ học. Xót lòng nhìn con khóc lóc xin được đến trường, anh cố gượng dậy đi làm thuê để con được vẹn tròn con chữ, dẫu trong người mang đủ thứ bệnh. Nhà không có ruộng đất, quanh năm làm thuê kiếm ăn từng bữa. 16 năm trước, trong lúc đi vác thức ăn mướn, anh bị té đập vô lòng ngực mất thở rồi rớt xuống sông. Rất may được người dân vớt kịp mới bảo toàn mạng sống. Nhưng cũng từ đó, sức khỏe ngày càng sa sút, nay không còn sức lao động. Năm nay, hai đứa con vô cấp 3, đứa lớp 10, lớp 11. Nồi xôi của vợ chồng không đủ trang trải,
anh cố gắng làm thêm. Không làm được việc nặng, anh xin làm trong sạp trái cây trong chợ ngã bảy. Nhưng bữa làm bữa không vì sức khỏe không cho phép. Những lúc quá mệt mỏi, anh lại nghĩ tới con nên gắng gượng vượt qua. Mình cũng buồn lắm chứ, mình là một người trụ cột chính mà mình không phụ cho vợ được. Để vợ làm vậy mình cũng buồn lắm chứ. Tại vì cái chuyện rủi ro nó xảy ra rồi, giờ vợ thì gồng gánh hết. Bây giờ mình chỉ là phụ những cái chuyện nhẹ nhàng vậy thôi. Rồi như mình bán tiếp vậy đó, rồi làm cho người ta chút đỉnh được thêm nhiêu hay nhiêu. Tại vì mình không còn lo nổi nữa. Ví dụ như con học về hàng tháng, lớp nào tiền học thêm, rồi tiền bảo hiểm này kia nọ đó. Rồi nó quá không có con đường ra. Thành ra mình muốn cho nó nghỉ. Ừ, nó dám mà nhiều khi nó ra thì cũng khóc luôn. Mà tại khả năng lo không nổi. Đồng vợ, đồng chồng tác biển đông cũng cạn. Cũng như chồng, chị Thủy luôn làm việc hết sức mình mà chưa có nửa câu than trách. Hôm nào xôi bán không hết, chị đạp xe vòng vòng chợ ngã bảy. Có khi chị mua thêm mớ rau đồng bán kiếm thêm chút đỉnh tiền lời. Góp nhặt từng đồng, vợ chồng chỉ mong lo chu toàn để con có tương lai sáng lạng. Không cần được đền đáp, những bậc làm cha làm mẹ như anh Hùng, chị Thủy vẫn âm thầm chăm lo, bảo bọc và sẵn sàng hy sinh mọi điều để con cái có được những điều tuyệt vời nhất. Anh chị có thể mặc chiếc áo sờn cũ suốt nhiều năm nhưng sẽ dành dụm tiền cho con có giày dép đẹp, cặp sách mới. Có thể quên ăn thiếu ngủ vì cuộc sống nhưng luôn cố gắng cho con được bữa ăn ngon. Hiểu hết tất cả sự hy sinh thầm lặng ấy, Đạt càng quý hơn giá trị của những giọt mồ hôi. Từ đây càng hun đúc em phải cố gắng quyết tâm học thật giỏi để thay đổi cuộc đời. Để ngày mai có mẻ xôi thơm lừng, hôm nay mẹ phải ngâm nếp, đậu. Còn Đạt, muốn thành công trong tương lai, hôm nay phải vượt khó vươn lên trong sự học. Cậu học trò luôn tin sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại không phải là ở sức mạnh kiến thức hay sự hiểu biết mà chính là ở ý chí. Đây sẽ là hành trang quý nhất mà Đạt luôn mang theo trên những bước đường tìm kiếm tương lai cho gia đình, cho cuộc đời mình sắp tới. Đối với hoàn cảnh gia đình của em thì chỉ có em và em của em mới thay đổi được hoàn cảnh gia đình hiện tại thôi. Có việc học thì mới thay đổi được tương lai sau này. Cho nên em phải cố gắng học tập để phấn đấu để thay đổi tương lai và hoàn cảnh gia đình. Hành trình gần 10 năm trao yêu thương, nâng bước học trò nghèo tìm tri thức. Đến nay, học bổng Qua Lúa kết nối với 308 học sinh. Mỗi em gắn với một câu chuyện hiếu học mà ở đó thắp lên niềm tin, nghị lực để mỗi học sinh nhìn vào học hỏi để nỗ lực trong học hành. Dẫu cái nghèo, cái khó có dắt kiệt đi sức lực con người nhưng không thể nào làm sờn đi ý chí và khát khao sự học của học sinh Qua Lúa. Đồng hành em Quách Tuấn Đạt bằng suất học bổng 20 triệu đồng từ sự hỗ trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Hậu Giang. Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hậu Giang tặng em giấy khen tham gia chương trình. Chúng tôi hy vọng từ phần quà này sẽ giúp em dựng bước đến trường để thực hiện ước mơ hoài bão của bản thân, làm giàu tri thức, từ đây gặt hái nhiều thành công để giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Những phần quà ý nghĩa của đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm giúp niềm vui của Đạt thêm trọn vẹn. Thì trong 2 năm qua thì
chương trình học bổng Qua Lúa đã mang lại cho học sinh hơn 11 suất học bổng. Thì đó là một cái niềm cổ vũ, hỗ trợ rất là kịp thời để các em có cái cơ hội vững bước đến trường. Thì qua đó cũng là cái niềm động lực để cho thầy cô và các bạn bè đồng hành hỗ trợ các em trong quá trình học tập. Và cũng thông qua chương trình này đó thì cũng giáo dục cho các em được cái ý thức phấn đấu vượt lên chính mình để có cái trở thành một người công dân tốt cho xã hội. Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, hơn ai hết Đạt hiểu rõ giá trị của việc học và đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt của đấng sinh thành. Vì vậy, em luôn nỗ lực từng ngày. Năm học lớp 11 sắp kết thúc, tương lai của Đạt còn cả một hành trình dài. Hy vọng rằng em và gia đình sẽ vững chí, quyết tâm sớm đưa ước mơ bước vào giảng đường cao đẳng đại học của em trở thành hiện thực. Chương trình học bổng Hoa Lúa đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Hậu Giang đồng hành chương trình. Kính chào, tạm biệt.